nha, cho cái chuyện cực kỳ lạ này ở cái thời đại này, để mục đích sau này nhân loại biết là để Tam Thế Chí ta có gửi một thằng con ta, nó là messenger, nó trở lại giống như lời của nó hứa ngày xưa. Các ngươi không có nhìn ra, đừng có hối hận, còn ăn hiếp nó nữa chứ. Cậu thấy nó làm sân khấu đẹp, cái ganh tị gửi cái giấy tới kiếm chuyện, cậu kiếm chuyện đủ điều. Cậu nó ăn hiếp sư phụ là báo năm nay tiền giấy tờ, tiền luật sư, giấy tờ không á là gần 1 triệu rồi đó thôi. 1 triệu con mua được mấy nhiêu đó, mà này giấy tờ luật sư nó ăn không 1 triệu bạc khủng khiếp. Ăn hiếp đi con, bạn hiếp nhiều chừng nào á nè. Sư phụ đi á, thằng Nga cũng còn sống thêm 50 năm sau sư phụ đi không, con mới 30 mấy tuổi mà. Tức là ngân cũng còn thêm được 40 năm. Đứa nào cũng sóc vai cho kể lại hết mấy chuyện này cho hậu thế nghe. Rồi lúc đó đó người Mỹ á, họ bắt đầu họ mới biết. Rồi ngày nào tôi cũng khắng ngỏng mà tôi đi hiếp ổng. Thì nó hối hận nhiều, thì nó tu nhiều, thì nó sẽ ra theo đạo thiên tâm. Đó là lý do là thiên tâm nó có cái gì nó cũng phải có cái lý do lớn hơn. Ở trên nói mà con chịu khổ chừng nào, sau này cái ngày mà thống nhất thế giới này theo đạo thiên tâm nó lẹ chừng đó.